Câu hỏi của Nguyễn Trường Sơn: con muốn ngồi thiền theo tư thế kiết già. Khi xếp chân theo tư thế kiết già được vài giây là có cảm giác rất đau. Xin Thầy hướng dẫn cho con cách ngồi tư thế kiết già một cách có hiệu quả. Bản thân Thầy cũng không hề ngồi kiết già vì nó không cần thiết. Về cấu trúc nhân thể học đó, thì những người có cái chiều dài chân ngắn ngồi kiết già rất khó. Vì khi ngồi kiết già đó thì lòng bàn chân phải đặt lên đùi phải, lòng bàn chân trái đặt lên đùi trái, và hai cái ống huyệt là giao nhau, tượng trưng cho âm dương giao. Đối với chân dài đó thì khi làm như thế nó không tạo ra cái sự chèn ép hai bàn chân. Còn người có cái cấu trúc chân ngắn và làm như vậy, gắn như vậy đó, thì ngồi một chút đó là nó bắt đầu nó tê, đau, nhức mỏi. Và do đó mất đi chánh niệm trong lúc ngồi thiền, trong lúc tụng kinh. Và hơn nữa, ngồi không phải là tất cả, nó chỉ là một hỗ trợ thôi. Cho nên nó quan trọng là ngồi trong tư thế nào mà thân thể chúng ta có cảm giác thoải mái là thành công. Cho nên theo Thầy đó, quý vị chỉ cần ngồi bán già là được. Bán già đó là một phân nửa của kiết già, nghĩa là hoặc là lòng bàn chân phải đặt lên trên đùi phải, hoặc là lòng bàn chân trái đặt trên đùi trái, còn cái chân còn lại nó nằm bên dưới bình thường. Thì ngồi như thế nó sẽ ngồi lâu hơn. Còn trong trường hợp khi mà ngồi mà nó tạo ra cái cảm giác đau, nhức, mỏi, tê, dù là bán già rồi, thì quý vị có thể đổi qua tư thế ngồi xếp bằng. Tức là không để cái bàn chân lên đùi, vì nó chèn ép mạch máu và gân cốt. Nên là muốn ngồi lâu trong tư thế bán già hay kiết già mà thoải mái đó, thì mỗi ngày quý vị phải tập thể dục vận động toàn thân. Người nào có vận động thể dục nhiều, như là các động tác tốt cho thận, eo, chân, vân vân, như là động tác bơi lội, động tác chạy, động tác nhảy dây, hay là yoga, vân vân, thì sẽ khắc phục được cái cảm giác đau nhức mỏi trong lúc ngồi thiền. Còn nếu như vì bệnh tật mà không thể tập luyện được nhiều để ngồi được thoải mái, thì quý vị có thể ngồi hỗ trợ bởi cái ghế, tạo ra cái sự thẳng lưng. Còn vấn đề còn lại đó là làm chủ thân thể, làm chủ cảm giác, làm chủ tâm và làm chủ các pháp. Và đó là cái cốt lõi của tu. Và đó chỉ là phần thứ nhất, tức là nhờ thực tập thiền chỉ qua động tác ngồi để chúng ta đạt được định. Còn cái phần quán tưởng đến trí tuệ đó thì mới là cái cốt lõi của tu thiền. Thì trong bài kinh 16 quán niệm hơi thở đó, chúng ta thấy là mỗi hơi thở ra vào và hơi thở đó, trở thành là cái neo để an trú tâm, thì Đức Phật đính kèm theo một nội dung. Ví dụ như ở hơi thở thứ 5, Đức Phật dạy làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi cảm nhận sự mừng vui. Thì nhận thức này sẽ giúp chúng ta vượt qua được buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, khổ đau, nói chung là không bị rơi vào bệnh trầm cảm. Thì cái vế thứ hai đó, tôi cảm nhận mừng vui là một cái sự trải nghiệm bây giờ và tại đây. Nếu không thực tập chú trọng đến cái vế thứ hai này, thì cái việc quý vị ngồi từ năm này và tháng nọ, mỗi lần ngồi 3 tiếng đồng hồ chẳng hạn, cái đó nó chỉ nói lên được là quý vị có sức khỏe thận tốt thôi, nó không đi sâu vào trong bản chất của thiền tuệ. Và tương tự ở 4 nội dung còn lại của 16 hơi thở, Đức Phật dạy làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi cảm nhận vô thường để buông bỏ tiếc nuối và dướng dính. Tương tự làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn, tôi cảm nhận sự đoạn diệt. Rồi làm chủ hơi thở dài và ngắn, tôi cảm nhận buông bỏ, hay là tôi thừa nhận buông bỏ. Thì lúc đó đó, nó không còn cái gì vướng dính nữa, giải phóng tâm khỏi mọi trói buộc. Rồi làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn, tôi cảm nhận tâm giải thoát, tức là tháo mở mọi trói buộc của tâm,
như là tham lam, giận dữ, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, hối lỗi, vân vân. Nhờ đó tâm được tự do. Thì cái vế đằng sau của 16 hơi thở, nếu tập trung tu tập tốt á, thì chúng ta sẽ mở được trí tuệ. Và việc đó không liên hệ đến động tác ngồi. Cho nên Đức Phật chủ trương thiền chiều sâu á, là thiền trong lúc đi, đứng, nằm và ngồi. Tức là tư thế nào cũng được, miễn chúng ta tâm luôn nhớ nghĩ đến cái vế thứ hai của 16 hơi thở. Còn ngồi đó là vẫn là cái động tác thích hợp nhất, thuận lợi nhất. Vì lúc đó thân mình nó dừng lắng lại thì dễ đi vào định. Và định là nền tảng để mở được trí tuệ. Đó là cái vế thứ hai cho sự quán tưởng đó. Cho nên tu thiền theo lời Phật dạy thì chúng ta phải nhớ trong một động tác ngồi với hơi thở ra vào. À, thì cái đó nó thuộc về định. Thì phải nhớ đến cái việc quán tưởng để mở được trí tuệ. Thì sự tiến bộ và thành công mới cao. Và giác ngộ giải thoát không thuộc về định mà thuộc về tuệ. Hãy nhớ điều đó, chứ tập trung vào định mà không có tuệ thì chỉ là cái người an lạc thảnh thơi trong lúc ngồi thiền. Ngoài ra thì đâu nó vào đấy.